Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ cả anh chị cái cách để chúng ta tiến hành cài xe kỳ bước 2 ở trên cái dự án ICE Network này. Khi cả anh chị đăng nhập vào cái ứng dụng, mà nếu cả anh chị có cái yêu cầu cập nhật ngay như thế này thì cả anh chị click vào để cả anh chị cập nhật cái ứng dụng lên cái phiên bản mới nhất nhé. Cả anh chị lên cái cửa hàng xe học Play, cả anh chị cập nhật. Cập nhật xong khi cả anh chị đăng nhập vào thì nếu mà có cái yêu cầu xác minh cái xe bậc 2 như thế này thì cả anh chị click vào để cả anh chị tiếp tục này. Rồi cái yêu cầu của cái xe bậc 2 này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta xác minh bằng X, tức là xác minh bằng cái Twitter trước đây đấy cả anh chị. Ở đây thì các bước người ta yêu cầu này, mở X và tìm kiếm tài khoản ICE Blockchain này. Cái bước thứ hai đó là tìm bài đăng đã ghim, đó là bài đăng đầu tiên trên hồ sơ. Bước 3 đó là thích và đăng lại nó với trách nhiệm bằng cách sử dụng văn bản chính xác dưới đây. Rồi bây giờ thì cả anh chị mở cái Twitter của cả anh chị lên nha, cái X lên. Đây cả anh chị mở X lên. Tại cái mục tìm kiếm này thì cả anh chị click vào. Ở trên cái mục tìm kiếm X này, cả anh chị gọi vào cho em cái dòng là ICE Blockchain như thế này. Thì nó sẽ xuất hiện cái mục ICE mà cả anh chị cần tìm, đó là có cái tích vàng ở đấy nhá. Các anh chị click vào đây. Khi các anh chị vào cái Twitter của cái dự án này thì các anh chị kéo xuống này, các anh chị sẽ thấy cái bài đăng ở đây cách đây 11 giờ này. Đây là cái bài đăng mới nhất và được người ta ghim nhá. Các anh chị nhìn lại các bước này, mở ít thì chúng ta đã mở rồi nhá, tìm bài đăng đã ghim thì chúng ta cũng đã tìm rồi. Bây giờ thì đến cái bước 3 này, thích và đăng lại nó với cái trích dẫn này, thì các anh chị nhấn vào đây để sao chép này. Các anh chị nhấn vào đây để các anh chị sao chép nhá. Đây các anh chị sao chép này. Quay trở lại ít thì các anh chị click vào đây để các anh chị thả tim này. Và các anh chị click vào cái nút trích dẫn ở đây này. Các anh chị click vào. Đây và các anh chị nhấn vào cái chữ trích dẫn ở đây. Đây các anh chị click vào trích dẫn. Và các anh chị dán cái nội dung mà các anh chị vừa sao chép đó vào đây nhá. Sau khi các anh chị dán cái nội dung đó vào thì các anh chị nhấn vào cái chữ đăng lại ở trên này này. Và các anh chị đợi một chút xíu nhá, cho nó load cái bài đấy. Sau khi các anh chị đăng lại cái bài đăng rồi thì các anh chị quay trở lại và các anh chị click vào cái logo đại diện của cái Twitter ở đây. Đây các anh chị click vào cái mục hồ sơ ở đây. Các anh chị click vào cái mục lượt trả lời ở đây. Các anh chị kéo xuống thì các anh chị sẽ thấy cái bài mà chúng ta đã tích lại nó xuất hiện ở đây này. Các anh chị kéo xuống này, các anh chị click vào đây để các anh chị sao chép này. Đây các anh chị nhấn vào sao chép liên kết. Rồi và các anh chị quay trở lại này. Các anh chị quay trở lại và các anh chị dán cái liên kết vào bên này nhá. Sau khi các anh chị nhấn vào cái chữ tiếp tục thì nó sẽ có cái mục xác minh bằng X ở đây. Các anh chị dán cái liên kết mà các anh chị vừa sao chép đó vào đây và các anh chị nhấn vào cái chữ xác minh ở đây. Tiếp tục thì nó sẽ có một cái dòng thông báo như thế này: vui lòng đảm bảo rằng bài đăng của bạn là công khai và chữa đúng văn bản được cung cấp ở màn hình trước đó. Các anh chị nhấn vào cái chữ xác nhận. Các anh chị đợi cho nó load một chút xíu nhá. Và nó bảo là xác minh hoàn tất như thế này là các anh chị đã tiến hành qua cái KYC bậc 2 đó đấy. Các anh chị nhấn vào cái chữ tiếp tục này để các anh chị bắt đầu khai thác tiếp tục đấy. Rồi như thế là em đã chia sẻ với các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành KYC bậc 2 ở trên kỳ dự án ICE Network này. Thì anh chị nào mà chưa đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác thì đây là một cái ứng dụng đào con rất là tiềm năng nhá, các anh chị chúng ta nên tranh thủ nhá. Rồi bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.